Ở đây mình có hai con đua nha. Size nó bằng nhau. Chắc là cùng một con đai 19, con đai 18 này, thấy không? Mà con đai mình găm điện rồi, nó không có vô đèn nha anh em, nó không có sáng đèn. Không biết là nó còn tín hiệu hay không. Anh em nào chơi thì cần mình test cho nha. Con này là nó đài thôi nha, radio thôi nè. Nó điểm cái nó mặt nó màu xanh, với lại nó cái bằng nhôm này, vỏ gỗ. Rồi, anh em nào chơi hai con này luôn, hàng một con thì nhắn cho mình Zalo số này nha. Test cho cũng được luôn nha. FM108 luôn nè. Đua nha, đua Đức nha anh em, điện 202 nha. Núm nút đủ nha. 18, 19 nó sát sát đời này, sát bên luôn.